Ca sĩ 30 tuổi tự tử tại ký túc xá, cảnh sát tìm thấy thư tuyệt mệnh. Hàn Quốc, sự ra đi của nữ ca sĩ ở tuổi 30 khiến làng giải trí Hàn Quốc rúng động. Ngày 14 tháng 5, truyền thông Hàn Quốc đưa tin nữ ca sĩ Hye-soo đã qua đời khi mới 30 tuổi. Nguyên nhân ban đầu được cho là tự tử. Phía cảnh sát tìm thấy thư tuyệt mệnh của nữ ca sĩ tại ký túc xá cũng là nơi xảy ra sự việc. Chúng tôi dự định sẽ sớm đưa thi hài Hye-soo về cho gia đình càng sớm càng tốt, đại diện cảnh sát cho hay. Nội dung thư tuyệt mệnh của nữ ca sĩ hiện chưa được công bố. Cách đây ít ngày, nữ ca sĩ cũng đăng tải lời cảm ơn đến khán giả trên trang Instagram. Trước tin tức đau buồn này, nhiều người hâm mộ để lại các bình luận thương xót bên dưới các bài đăng của Hye-soo. Tôi không thể tin được đây là sự thật, thật quá đau lòng khi cô ấy còn quá trẻ là những bình luận của khán giả. Hye-soo là nữ ca sĩ tại Hàn Quốc. Năm 2019, Hye-soo phát hành album đầu tiên. Thời gian gần đây, cô tích cực xuất hiện trong các chương trình âm nhạc, giải trí như Gayo Star, Morning Zha và The Truth Show và được khán giả yêu thích. Cô còn từng tham gia chương trình How Do You Play cùng với mắc ca quốc dân user Aesop. Sự ra đi của nữ ca sĩ đã gây chấn động nền giải trí Hàn Quốc. Nhiều khán giả cũng bày tỏ sự lo ngại về sức khỏe tinh thần của các nghệ sĩ. Cách đây không lâu, nam ca sĩ 26 tuổi Moonbin, nhóm Astro, cũng lựa chọn tự kết thúc đời mình do trầm cảm.